Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều đã hân hạnh đón tiếp đoàn cán bộ, giáo viên của thành phố Móng Cái đến thăm và làm việc. Phái đoàn tham quan gồm hơn 40 người đang công tác trong ngành giáo dục đào tạo thành phố Móng Cái do đồng chí Phạm Thanh Huyền, Phó trưởng phòng làm trưởng đoàn, đã đón nhận sự tiếp đón chu đáo và niềm nở từ ban giám hiệu và toàn thể giáo viên cùng các em học sinh trong các nhà trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2, Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh và Trung học cơ sở Yên Đức. Ban giám hiệu của nhà trường đã chia sẻ về tổng quan tình hình giáo dục của nhà trường, đồng thời giới thiệu thêm về cách tổ chức, định hướng những hoạt động của nhà trường trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, cũng đã tiếp nhận những trao đổi kinh nghiệm quý báu về giáo dục từ đoàn tham quan Phòng Giáo dục thành phố Móng Cái. Sau đó, đoàn đã đến thăm cơ sở vật chất của các nhà trường. Đoàn tham quan đã đưa ra những lời nhận xét rất tốt về chương trình học cũng như mô hình lớp học thông minh tại Đông Triều. Đồng chí Phạm Thanh Huyền, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Móng Cái, trưởng đoàn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc cho sự tiếp đón nồng ấm của ngành giáo dục đào tạo thị xã Đông Triều cũng như sự chia sẻ thực tiễn và kinh nghiệm của các nhà trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2, Nguyễn Đức Cảnh, Yên Đức trong hoạt động giáo dục của nhà trường. Hy vọng trong thời gian tới, hai phòng giáo dục sẽ có những thống nhất để tiến tới những hợp tác chặt chẽ trong tương lai gần.